Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay là một ngày bận rộn của mình. Thì từ sáng tới giờ mình chạy một vòng ngoài đường, mình cũng chưa ăn gì hết trơn. Cho nên là bây giờ mình rất là đói rồi. Sáng mình mới ăn có một tô cơm với lại trái chuối à. Cho nên là tới giờ luôn rồi. Lúc đó là khoảng 12 giờ trưa mà bây giờ á, bạn biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 9 giờ tối nè mấy bạn. Đó, 9 giờ tối rồi đó. Giờ mình rất là đói nhưng mà nhà thì ai cũng bận không có ai nấu cơm, cho nên là bữa nay mình sẽ đi ăn hamburger, ăn In-N-Out gần nhà mình. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy là In-N-Out nó như thế nào nha. Cái bánh hamburger này nổi tiếng nhất ở Cali. Let's go, đi thôi. Thì hiện tại là mình đang ở trên xe nè các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn thấy sẵn thấy cái đường xá của ở cái chỗ gần mình luôn như thế nào nha. Coi như là mình đi dạo với các bạn vòng để mà tụi mình biết thêm đường xá Mỹ này như thế nào. Rồi đi thôi. Bây giờ hiện tại là mình sẽ di xe ra. Thì cái chỗ khu của mình ở á thì nó cũng khá là an toàn. Tại vì để cho mình chạy ra đây cho các bạn coi nè. Thì đường xá ở cái chỗ mà mình ở đó, nó rất là gọn gàng không? Mà bạn thấy không? Mỗi người một chỗ đậu xe đàng hoàng, có số, có chỗ để đậu đàng hoàng luôn. Đó, thì khu apartment này của mình đó, thì mình mới chuyển về đây khoảng được chừng năm mấy à. Thì nó có rất là nhiều cổng nha. Đằng trước cái apartment của mình nó có cổng mà nó có mã nữa. Bấm vô mà để mà mình có thể mà mới vô được, nó có mã đàng hoàng. Còn khi mà bạn muốn để xe vô á, nhìn như các bạn thấy không, trước mặt mình nè là cái cổng mà để cho phải có người người phải có cái nút bấm hoặc là một cái chìa khóa gì đó, bấm vô thì nó tự động nó sẽ mở cửa để cho các bạn ra và không cho người khác vào. Thì cái khu của mình thì nó cũng rất là cái khu này á thì nó không an toàn lắm, nhưng mà ở cái chỗ apartment này á thì nó lại an toàn, vì mấy bạn thấy nè, dọc đường nè đó xe rất rất là nhiều luôn đó, các bạn thấy không, xe nhiều lắm chứ không phải ít đâu, quá trời xe đậu hai bên luôn các bạn. Tại vì thứ nhất á, ở đây gần trường học, thứ hai hai bên nó đều là apartment. Cái khu này nó cũng rất là nhiều người Mỹ nha, mình không có kỳ thị nhưng mà những cái người Mỹ ở đây á, người ta rất là hay bán mấy cái loại thuốc như là thuốc drug, thuốc heroin rồi này nọ, rồi cần sa này này nọ đó các bạn. Cho nên nó là lúc nào buổi tối á, mình cũng thấy hai ba chiếc xe police đến đó để mà không biết là làm chuyện gì mà hay bắt người đó. Cho nên là mình nghĩ là khu của mình đó, nó cũng không an toàn, tại vì nó rất là nhiều apartment, mà càng nhiều apartment đó, thì các bạn nghĩ đi thì nó sẽ rất là phức tạp, đủ loại thành phần để sống ở đây hết á. Ok, thì bây giờ mình quay phải nè. Thì cái chỗ In-N-Out này á, nó nằm ở quẹo, mình chỉ cần quẹo phải thôi mà mình đi thẳng thì nó cũng đã ra được cái In-N-Out rồi. Nhà mình thì cũng rất là gần In-N-Out thôi bạn. Đường xá nè, xe trước mặt đó. Đó, các bạn coi kỹ xem, trời đất ơi, đèn vàng, đèn vàng rồi, mình phải đợi thôi. Ok, đèn xanh rồi các bạn ơi, tiếp tục hành trình nào. Ok, bây giờ mình sẽ đi tới rất là gần. Nãy mình là cái đèn đỏ đúng không, mình đi chút xíu xong rồi bây giờ mình đi thẳng nè, mình đi thẳng thẳng thẳng. Thì để giới thiệu khái quát cho các bạn biết nha, thì cái In-N-Out này là cái là hồi đó hồi xưa á, nó chỉ có ở Cali thôi, và nó là cái hamburger mà được mọi người yêu thích nhất ở cái California này luôn. Nó nhắc tới In-N-Out là biết là đồ này rất là ngon rồi. Đó, trời ơi, mấy bạn nhìn qua bên, đợi chút xíu nha, mình quẹo qua cho mấy bạn coi một cái thôi, mấy bạn hết hồn luôn, hú hồn. Bây giờ là 9:30, gần gần 9:30 rồi đó. Nhìn như mấy bạn qua coi nè,
khủng khiếp luôn. Đây, trời ơi, hàng à, cái line nó dài, nó dài từ từ bên bên phải của mình, từ bên phải của mình mà nó tới line tới giờ tới đây là mới biết, bạn biết rằng ngoài đường luôn đó, mà mình phải đợi thiệt là lâu luôn mới tới hình nào. Rồi bây giờ cho bạn coi thử cái hình nào nha, nè, quay cho bạn ngoài coi thử cái hình nào nó như thế nào nè. Để xíu thì mình lấy cái máy quay này nha mấy bạn. Đây, hình nào đây. In-N-Out Burger. Hello hello. Đó, cái tiệm In-N-Out này là cái tiệm fast food bình thường thôi bạn. Giá rẻ, giá rất là rẻ. Cho bạn coi bên đây nè, giá rẻ vừa vừa túi tiền. Nè mấy bạn coi đằng trước nè, trời ơi xe nó đông. Đó, bây giờ mình nhích nhích lên để mà mình đi vô nè. Đó, đó tao bỏ cuộc đó. Có một số người tao bỏ cuộc tao đi rồi đó. Đó, thì bây giờ do mấy bạn thấy ngoài kia không, cái người đứng để mà order In-N-Out đó các bạn thấy không, là đông đông quá, người ta phải phải ra để mà người ta giống như là order trên cái iPad luôn. Người ta có một cái iPad để người ta nói chuyện vô trong cái để ta nói chuyện với người ngoài, ở ngoài và ở trong luôn, thì ai gọi món gì người ta nhấn giống như là cái quầy tính tiền mà di động như các bạn. Nó rất là hay các bạn thấy không. Ôi, chết cha bị che hả. Ủa, đó các bạn thấy không, có cái người đứng đứng đó. Thì chút xíu nữa tới mình đó, thì cái chị đó sẽ tới. Ok, thì để nói tiếp là ở Cali này á sẽ có rất là nhiều tiệm hamburger, nhưng mà hamburger ở In-N-Out là ngon nhất đối với mình, và mình nghĩ ai ở Cali này cũng thấy vậy hết á. Rồi nếu như mà bạn thích ăn mà ngon hơn ở bên một cái bang khác á, mình chỉ biết ở bang Texas á, nó có cái Whataburger. Whataburger cũng rất là ngon mấy bạn. Nhưng mà mình cảm thấy là nó cũng không có ngon như là của In-N-Out. Thì In-N-Out thì mình thấy the best, the best. Chút nữa mình order xong cái bánh á, rồi mình sẽ nói cho các bạn thấy cảm nhận của mình về cái bánh nó như thế nào nha. May have one double double. Okay, any may have one creole onion. Okay. Yeah, and one french fries. Okay. And yeah, that's it. Perfect, so a okay. Double double with grilled onions and one french fries. Okay, thank awesome. You. Will you be eating in the car? In the car. In the car, perfect. It's okay. Gonna be 6:47 at that window, please. Okay, thank you. Okay, thì nãy mình, các bạn có nghe là mình đã order xong một cái double double với french fries nha. Thì bây giờ mình sẽ đợi cho cái đường, cái line ở đằng trước mặt mình này nó rất là đông mấy bạn ơi. Buổi tối mà nó đông cực kỳ luôn á. Thì bây giờ mình đợi, có nghĩa là chắc cũng hơi lâu đó. Thì sau khi mà mình lấy được bánh á, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi cận cảnh cái bánh nó như thế nào nha. Ok, đợi mình nha. Trời ơi, 20 phút rồi mấy bạn ơi. Lâu quá đi. Ôi, mình đói lắm luôn á. Thiệt, trời ơi là trời. Chút nữa mình phải ăn ngấu nghiến. Trời ơi, nè xe rất là lâu mà mấy bạn nó nhích. Khi nào mà mới tới ăn được đây, khổ quá đi. Nhưng trước mặt mình chắc cũng còn 5-6 chiếc lận đó. Trong góc này, góc cua nữa mấy bạn ơi. Ok, ráng đợi với mình nha, đợi một chút xíu thôi. Ok, thì đang trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ quay cho các bạn thấy cái menu của nó nha. Cũng đơn giản lắm. Nào, mấy bạn thấy trên cùng không? Có double double nè, french fry and medium drink. Đó, một cái double double, rồi một cái french fry với một cái medium drink. Thì nó có ba cái combo như vậy đó. Đó, thì mấy bạn nhìn này nha. Nó có tới loại ba loại, chỉ có ba loại burger thôi. Thứ nhất là cái lớn nhất á, là double double, là double meat and double cheese, là hai miếng thịt và hai miếng phô mai. Rồi cheeseburger á, là một miếng thịt với một cái phô mai. Rồi hamburger bình thường là nhiều khi có chi, nhiều khi không có chi. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ In-N-Out này nè, mấy bạn thấy không, rất là rẻ, 4 đồng một cái, 2 đồng 85 một cái là có 40 ngàn thôi, 2 đồng 55, french fry 1 đồng 90. Thì ngoài những cái trên cái ngoài những trên cái menu này nè, mấy bạn á, còn có thêm những cái menu phụ nữa. À, nó gọi là secret menu á. Thí dụ như là double double with protein style. Đó, thí dụ như là nó không có ghi trên bảng nha. Nên mình coi, mình phải coi trên trang web của nó sẽ có những cái gọi là bí mật secret menu. Thì mấy bạn kêu như vậy á, thí dụ như double double with protein style á, mình nói á là hai miếng thịt nhưng mà không phải là vỏ bánh nha, mà là salad, salad sẽ kẹp với thịt luôn. Thì đó, nó giúp giống như là protein mà nó không có carb mấy bạn. Cho nên là có rất nhiều điều bí ẩn, hiểu như french fries đây nó không ghi phải không? Thì ở trong kia nó sẽ là animal french fries. Thì các bạn thử đó, là nó sẽ có nước sốt của bánh mì nữa.
Đó, mấy bạn có thể coi là mấy bạn order như thế nào. Đây, đây, gần tới mình rồi đây. Còn hai chiếc thôi. Hai chiếc thôi nè, mấy bạn thấy mọi người đây không? Ta ngồi ở ngoài nè. Đã đời em. Dướng 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 xem mấy bạn ơi. Chặt quá. Ok, bây giờ mình sẽ đợi tiếp đây. Khổ ghê luôn. Bây giờ mình đã về rồi nha. Thì mình sẽ review tại chỗ. Đó, mình về tới chỗ đậu xe hồi nãy mình mới đi á. Xong rồi bây giờ mình đã mua được cái bánh hamburger với lại cái khoai tây chiên rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cái bánh khoai tây chiên như thế nào. Mình bảo đảm với các bạn. Trời, mình ngửi cái mũi này mình còn thấy thơm, thơm, thơm. Bây giờ mình sẽ... Mình ăn trước thì mình muốn quay ta. Thôi vui duyên quá ha. Thôi, mình quay. Ok, đầu tiên, đây. Cho các bạn thấy. Bạn biết tờ giấy này làm gì không? Cái tờ giấy này nó cho á, tại khi nào mà bạn order đồ ăn á, mà các bạn nói là sẽ ăn trong xe. Ok, ăn trong xe thì nó sẽ cho cái tờ này để lót lên đùi. À, cái việc đầu tiên là mình lót lên đùi. Đó, cầm tờ này lót lên đùi. Đó, nó ghi vậy thôi nhưng mà nó là cái đồ để lót lên đùi. Đó, nó sẵn quảng cáo rồi, sản phẩm đâu rồi, nó có cái gì hành này kia. Rồi, bây giờ là hình nền thôi, hình nệm thôi. Thì bây giờ mình qua cái thiệt. Đó. Thì bạn thấy không nè, có một cái giỏ bánh rất là dày. Thì cái này là double, double, double có nghĩa là sao? Nào bạn thấy hai miếng thịt không? Đây, hai miếng thịt. Đó, cheese, hai miếng cheese luôn. Một miếng, hai miếng. Đó, nằm giữa hai miếng thịt này với miếng này luôn. Rồi một miếng salad. Rồi một cái miếng cà chua với lại cái nước này nè. Cái nước này đặc biệt không nha bạn. Cái nước này là nước spread sauce. Đây, spread sauce đây. Đây. Cái này mua nha bạn, nhưng mà mình xin. Đó. Thường là mình rất hay xin cái này để ăn với lại cái french fry. Mình sẽ đổ lên cái french fry xong rồi á. Rồi mình cặp miếng burger. Trời ơi, thêm miếng tiêu. Trời ơi, này, tiêu đây. Đó, mình xé miếng tiêu xong rác lên mình ăn. Bá cháy luôn. Thì cái loại burger này á, nó đặc biệt cái chỗ là nó rất là tươi nha các bạn. Nó rất là tươi. Thịt này không phải thịt đông lạnh qua đêm đâu nha. Thịt này buổi sáng nó làm xong để tủ lạnh xong rồi nó nướng tới tối luôn đó. Cho nên mình rất là thích ăn này. Đó, nhanh gọn lẹ, một bữa ăn thôi. Này khoảng 700-800 calorie á. Ăn này tối nay chắc mình cũng khỏi ngủ luôn quá. Ok, thì thôi chắc giờ mình ăn quá à. Mình cũng ngại nhưng mà thôi bây giờ mình đói quá, giờ mình ăn nha mấy bạn. Ok, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Bữa nay là dẫn các bạn đi chủ yếu là để không phải là dòm miệng nha, mà để cho mấy bạn biết cái đường từ nhà mình đi đến cái chỗ ăn hamburger này nè. Hamburger này nè, nó rất là ngon. Rất là gần nữa. Chỗ này rất là gần nữa. Ok, bye các bạn. Hẹn các bạn vlog lần sau nha.